Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với video của mình. Để được làm một cái cấp cao, bằng thạch cao cấp thì chúng ta cần phải là sử dụng như là khoan, một cái dao lọc giấy, một cái kéo cần lực, thước và một cái viết. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy cao độ của cấp. Chúng ta sẽ lấy 14 phân. Từ tầng xuống cấp dưới. Và tiếp theo chúng ta sẽ lấy ở phần này mình sẽ làm một cái giật cấp mặt đáy 60 phân. Chúng ta sẽ lấy từ tường ra 50 phân. Đây khoảng này sẽ là 50 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng dây bán chỉ. Chúng ta sẽ cắt một thanh V như vậy. Chúng ta sẽ bắn nó lên. Ok. Chúng ta sẽ dùng vít này nha mọi người. 2,5 phân. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng thêm một thanh V nữa để mình kết nối dưới tường. Như lúc đầu mình đã đo khoảng cách từ góc xuống cạnh V là 14 cm. Thì bây giờ mình sẽ cắt tấm 14 cm để mình bán nó vô mặt dựng phía trong. Cái phần tấm này là rất là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ nó là chịu lực. Nên á, mình khi mình thi công mình bắn vít á, mình có thể là bắn nó nương nương một chút, mình không có được bắn lúc vô trong. Đó, mình bắn vừa tới thôi. Tiếp đến mình sẽ dùng một thanh V nữa, mình sẽ nẹp dưới đáy này, nó sẽ bằng nhau. Ở cái phần này, phần V dưới này, mình sẽ bắn vít cho nó lòi ra, cho nó lòi nguyên cái tay ra luôn, mình không cần phải bắn cho nó lúc vô cho nó bằng, không cần thiết. Mình sẽ bắn lòi nó ra để sau này có cấp sau này nó sẽ che đi, với lại cái phần vít này nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ chất lượng hơn. Nếu mình bắn lúc sau này nó có thể là nó không có được chắc.
theo mình sẽ cách. Lúc đầu mình đã đo từ thanh V này vô thông tường 50, thì bây giờ mình sẽ cách tấm mặt đáy của nó là 60 phân. Và chúng ta cũng sẽ cắt một cái U như vậy. Đây là thanh U. Mình sẽ cắt để mình gia cố mặt đáy. Mặt trên 50 phân mình sẽ cắt cây 49 phân, 49cm, để mình có thể mình gác dưới này để mình gia cố tấm, gia cố tấm đáy. Mình sẽ cố định bằng vít. Cố gắng bám vít này làm sao cho nó thiệt sát, để sau này khi mà đưa tấm đáy lên nó không bị kê. Cấp này ở mình đây mình chỉ làm là 14 phân, còn ở có thể là theo bản thiết kế có thể là làm cao hơn hoặc có thể là làm thấp hơn, cũng tùy bản thiết kế, bản vẽ như thế nào thì mình làm như vậy. Ở đây mình đa số mình làm 14 phân. Ok, vậy bây giờ mình bắt đầu mình tiến hành mình ráp mặt đáy vô. Mặt đáy của mình là 60 phân. Bây giờ mình ráp mặt đáy vô. Đối với cái phần mí này thì mình có thể là mình sẽ cho cái u gia cố mí thì mình cho là cái khoảng 50-50, có nghĩa là khi mình bắn cái u lên thì mình bắn tấm lên thì cái u này nằm 50-50 nha mọi người, 50-50, để mà khi mình ráp tấm nối tiếp theo thì mình ráp bắn sát vô đây luôn, mình có thể là mình tiếp nối theo luôn để sau này nó không có bị nứt theo đường mí mà. Bây giờ tiếp theo mình sẽ bỏ thanh V lên đây, chúng ta sẽ để lên đây. Đây là phần mặt dựng. Khi chúng ta bắn cái V xong á, chúng ta có thể chỉnh sửa cái V lại một chút xíu. Tại vì khi cái V bắn lên á, nó sẽ bị nghiêng vô, nghiêng vô trong. Khi mình bắn cái tấm 7 phân lên thì nó có thể nó sẽ không có được thẳng, nó không có được vuông góc. Mình có thể mình sẽ kéo cái cạnh V ra một chút. Mình sẽ nắn cái V lại một chút. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắn tấm 7 phân lên. Mình sẽ đáp tấm 7 phân lên như vậy. Đó. Mình sẽ bắn bằng cái mặt đáy của cái tấm kia lên. Tốt nhất thì mình nên bắn ngay cái chỗ đinh, ngay chỗ vít ở dưới bắn vít đây, thì ngay chỗ này cũng sẽ bắn vít ngay đây, đó, nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ cứng hơn. Okay.
Cái này cũng đã hoàn thiện một phần. Đây là cuộn lưới. Giờ mình sẽ dán, mình dán để mà mình chống nứt. Mình sẽ dùng dao mình cắt đi. Và cái mặt này cũng dán luôn. Như vậy là đã hoàn thành. Hoàn thành xong trần vật cất cấp thở. Ở trong này có thể là bỏ đèn điện. Đèn điện. Ở dưới này mình có thể là khoét lỗ đèn để mình ráp đèn âm trần. Bây giờ video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn đăng ký với lại cho mình một like. Cảm ơn mọi người.